Mới đây, Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết tiếp nhận 7 trường hợp nhiễm độc thiếc cấp tính đầu tiên tại Việt Nam. Các bệnh nhân đều có nồng độ thiếc trong cơ thể tăng gấp 40 lần, gặp biến chứng nguy hiểm về sức khỏe và đã có ca tử vong. Bệnh nhân 42 tuổi tại Quỳnh Phụ, Thái Bình này được đưa vào trung tâm chống độc sau một thời gian rối loạn tâm thần, mất trí nhớ. Ở nhà, anh hay lái xe đi lang thang quanh làng. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân có nồng độ thiếc trong máu hơn 200 microgram một lít, nghĩa là tăng gấp hơn 40 lần ngưỡng cho phép. Sau một tuần điều trị tích cực, tình trạng của bệnh nhân đã cải thiện. Tuy nhiên, trí nhớ vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Của em này bác sĩ rồi vẫn là chưa được ổn định đấy, xong rồi chưa ổn định và tinh thần vẫn hoảng loạn, còn chưa gọi là mới gọi là biết được một tí thôi, nhưng còn chưa thể được nhận rõ là trí nhớ mình nó như thế nào. Khi mình mắc cái biểu hiện đấy thì người nhà mình không biết là mình đi khám, còn đây là người nhà mình cũng rất là nhanh tay, mình đi làm về thì vợ thì đi làm xa, thì đi làm về đấy thì là mình cũng nhà mình thì cũng không biết lối về đấy, không biết lối về thì tí nữa tối thì người ta bảo là sao là hôm nay chồng mày nói khác lại đi làm không biết lối về thế này, và có nhà có lên đường có biết lối, cứ chạy lên lại cứ quanh lại không biết nhà lên lối này như nào. Thế nên mới điện cho vợ, thì vợ mới là làm ở trên Hà Nội này, thì bảo là hỏi là thế chồng em như thế thì làm sao, thì vợ nghe vợ kể lại tôi bảo là thế hỏi các anh đấy, bảo thế thì vợ chồng mày có đi làm công ty không, chồng em có đi làm công ty, bảo có, thế thì cho mày đi lên khoa chống độc này thì là em nói là không biết được cái gì, và đi thì bắt mình lên xe thì mình không biết mình đi lên đâu, mình không biết là mình đi viện thì mình lên đây. Sau khoảng một tuần thì mình biết mình đi viện. Còn bệnh nhân này, chỉ sau gần 10 ngày làm việc tại khu nghiền ống nhựa, bắt đầu sụt 10 kg. Cơ thể xuất hiện tình trạng bất thường. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ thiếc trong máu của bệnh nhân là hơn 70 microgram một lít. Hiện sau một tuần điều trị, tay chân của ông vẫn trong tình trạng run rẩy, khó kiểm soát. Tôi làm ở công ty Quảng Phong, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Trước khi tôi chưa vào công ty là tôi 70 kg. Sau khi tôi tổ trưởng cho tôi nghỉ, tôi cân được có 60 kg, và tôi về tôi thấy trong người rất là khó chịu và chân tay nảy bẩy run, đi như kiểu đi trên không, chân như kiểu không chạm đất đấy, tức là những cái dây thần kinh nó bị tê liệt, và não tôi có vấn đề là quay cuồng và có lúc không nhớ gì cả. Thì tôi về nhà thì được người nhà đưa tôi lên thẳng bệnh viện cấp cứu Bạch Mai này, và các bác sĩ đã thăm khám là tôi đã bị nằm ở trong công ty đó bị trúng độc, và những trong máu và đã có thiếc rất là nặng. Bác sĩ bảo là cái độc hại này là nhất nhì trên thế giới, vì chúng tôi từ ngày thành lập bệnh viện này chưa gặp trường hợp ca nào như thế. Từ khoảng giữa tháng 7 trở lại đây thì trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 6 bệnh nhân đến khám và cấp cứu. Thì hiện tại đang có 5 bệnh nhân nằm chữa bệnh tại đây và có một bệnh nhân đang chuẩn bị tới khi đã có kết quả khám có khẳng định là nhiễm độc. Trước đó thì tại các khoa thần kinh, khoa hồi sức tích cực cũng đã tiếp nhận một bệnh nhân đến viện với trong cái hoàn cảnh, một cái bệnh cảnh rất đặc biệt, rất là nặng, cấp tính, và sau đó bệnh nhân đã được xin về để tử vong tại nhà bởi vì tình trạng quá nặng và bệnh cảnh rất là phức tạp.
Và nhờ có ca bệnh nhân như vậy và gia đình cũng đã biết là có hiện tượng là những công nhân người ta cũng làm cùng có biểu hiện bất thường, cũng đã báo cho bệnh viện và bác sĩ cũng đã hướng dẫn về nhà để thông báo cho người dân, những người công nhân cùng làm để đi kiểm tra. Thì nhờ đó thì chúng ta hiện nay đang có hiện tại là có 6 bệnh nhân có bị bệnh bất thường như vậy đến khám kiểm tra. Và đáng chú ý là các bệnh nhân này có một cái đặc điểm chung trên trên người, đó là cái tổn thương đầu tiên là tâm thần kinh, có biểu hiện rối loạn tâm thần, mất trí nhớ, lẫn lộn, rồi có hành vi bất thường, đi ví dụ đi lang thang, chặt phá quần áo, rồi thì kích động, đấy những ca nặng. Thế còn biểu hiện khác nữa là các biểu hiện về rối loạn nhiễm toan chuyển hóa, rất nặng, hạ kali máu, và chụp cộng hưởng từ thì là tất cả các bệnh nhân đều có tổn thương não, tổn thương chất trắng lan tỏa cả hai bên nhãn cầu. Và trước một cái bệnh cảnh rất là phức tạp như vậy thì chúng tôi nhân độc cũng đã tìm các cách để chẩn đoán, tìm các mọi nguồn thông tin, tìm sự hỗ trợ từ bạn bè, của các đồng nghiệp các nơi, cả trong nước và trên thế giới. Đặc điểm chung của các bệnh nhân trên là cùng làm việc chung tại một bộ phận nghiền nhựa tái chế của một công ty sản xuất mành rèm ở Thanh Miện, Hải Dương. Điều đáng chú ý là trước khi vào làm, tất cả đều khỏe mạnh, sức khỏe hoàn toàn bình thường. Chỉ sau một thời gian ngắn làm việc tại đây, các công nhân có chung biểu hiện rối loạn tâm thần, đặc biệt là mất trí nhớ, lú lẫn, kích động, hành vi bất thường, chụp cộng hưởng từ sọ não có tổn thương chất trắng lan tỏa trên não, xét nghiệm máu có nhiễm toan chuyển hóa, hạ kali máu nặng. Tâm trạng kiểu như mất trí nhớ, hay đi lang thang, có hôm ngủ quên công ty không biết, lúc đấy mình chỉ cảm thấy mệt mỏi là nằm cái là ngủ luôn rồi. Thời gian làm việc dài không? 12 tiếng. Với cái hoàn cảnh rất đặc biệt là các bệnh nhân có đặc điểm chung là đều làm một cái bộ phận ép nhựa tái chế của một công ty sản xuất rèm mảnh. Thế và cái thời gian làm việc rất là ngắn, có người chỉ 4 ngày thôi, có người dài thì tháng. Thì sau đó thì có biểu hiện bất thường, khó chịu và biểu hiện bệnh như vậy. Thế và chúng tôi cũng tìm kiếm các cách, tuy nhiên là rất nhiều các cái chỉ số xét nghiệm đã được kiểm tra đều âm tính. Tuy nhiên và có khả năng rất mặc dù rất là thấp nhưng cũng rất đặc biệt, rất hiếm gặp trên thế giới, đó là cái việc phơi nhiễm thiếc trong môi trường lao động. Thì trong hoàn cảnh mà sử dụng nhựa tái chế rồi thì lấy các cơ dây chuyền liên quan đến nhựa, thì là viện hóa đã xét nghiệm thì các trong các mẫu bệnh nhân thì cho thấy là cái nồng độ thiếc rất là cao. Bệnh nhân mà tại trung tâm độc hiện nay thì nồng độ thiếc nói phần lớn tăng gấp hàng chục lần, có bệnh nhân tăng gấp hơn 40 lần so với nồng độ cho phép. Đáng chú ý đã có một trường hợp tử vong khi xét nghiệm lại mẫu máu còn lưu cho thấy nồng độ thiếc trong máu cao gấp trên 50 lần. Với cái một bệnh cảnh rất đặc trưng là nhiễm độc thiếc hữu cơ, nhiễm độc hữu cơ và độc tính rất là rõ ràng, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Vì trong đó để có một bệnh nhân đã tử vong, đến viện muộn và ban đầu với cái bệnh cảnh không rõ ràng, lẫn với rất nhiều bệnh mà đây là một bệnh rất hiếm gặp. Thì ở nước ngoài và ở Việt Nam chúng ta lần đầu tiên chúng ta phát hiện, cho nên là rất là khó. Đã bệnh nhân đã tổn thương não rất nặng và đã xin về nhà để tử vong. Với những người làm trong các môi trường như tái chế nhựa, khai khoáng, nếu có các dấu hiệu sau đây, cần phải đi khám ngay vì rất có thể đã bị nhiễm độc thiếc. Mất trí nhớ, mắt mờ, kích thích, run chân tay, ù tai, nghe kém, mệt mỏi, khó chịu. Đang làm trong công ty là tôi đã bị cái ảnh hưởng cái mắt là cái khói. Cái công ty Quảng Phong đó là tôi làm là cái khói của cái xay cái phế đó, nó bốc khói xanh, nó làm cho tôi hai cái mắt này là một mắt đi khám lên viện mắt trung ương khám là cái mắt bên trái này của tôi, mắt bên phải này của tôi là 3/10, mắt bên trái của tôi là 6/10. Dần dần mình mình mất trí nhớ, mình không thể biểu hiện được cái gì đấy, đây mình không thể nhớ được. Quay là bây giờ cái cả ở trên đây có sức kiện về ở trên đây về mình đưa thả hắn mình về nhà có thể mình không biết nói rồi. Hiện tại như bây giờ như trước kia có thể là nhớ được khoảng 30 số điện thoại được, nhưng mà giờ thì mình không thể nhớ được.
hoặc là chưa thể là bình phục được. Và cả biển số xe máy mình để ở đâu là giờ mình không biết. Đấy, phương tiện mình đi lại, đấy, mình không thể biết được. Đáng lo hơn, một số trường hợp khi bị nhiễm độc thiếc biểu hiện âm thầm, kín đáo. Trong các bệnh nhân đã được khám và nhập viện tại Bệnh viện Bạch Mai và Trung tâm Chống độc, thì có những bệnh nhân mà có triệu chứng rất nặng ngay từ đầu, rất nhanh chóng sau khi làm việc. Thế và đến cấp cứu, được chuyển viện cấp cứu và cấp cứu với các huyện mà chúng tôi đã thấy. Tuy nhiên có một vài bệnh nhân triệu chứng rất kín đáo, giống như bình thường, không có biểu hiện gì, nhờ có thông tin người ta đi kiểm tra thì xét nghiệm thì thấy đều có rối loạn, ví dụ có nhiễm toàn chuyển hóa, có hạ kali máu rất nặng mà người bình thường cũng như thế không thể qua chuyện như thế được, và kiểm tra thì nồng độ thiết rõ ràng rất tăng. Và các bệnh nhân đều là có ta khẳng định là nhiễm độc thiết. Hiện nay trên thế giới và trong nước vẫn chưa có phác đồ điều trị nhiễm độc thiết, do đó việc điều trị khó khăn, các bác sĩ phải vừa điều trị vừa theo dõi sát để đánh giá điều chỉnh. Bệnh nhân thì chúng ta phải cố gắng cứu chữa hết sức rồi. Tuy nhiên còn trước mắt còn có khả năng còn rất nhiều người khác nữa mà chúng ta không nhanh chóng tìm được nguyên nhân thì cũng có thể là sẽ hậu quả rất là đáng tiếc. Đấy, và sẽ không cứu được nhiều người hơn nữa và nhiều người tiếp tục sẽ bị. Đây vấn đề rất là nóng. Và Bệnh viện Mai đã tổ chức một cái hội chẩn toàn viện với tất cả các sự tham gia của các chuyên khoa, cách tìm mọi cách để cứu chữa cho bệnh nhân. Và chúng tôi cũng tìm mọi cách để truy tìm các nguồn thông tin, kể cả trong sách vở, trên internet, thậm chí là gọi điện trực tiếp, email, gọi điện trực tiếp cho các chuyên gia, bạn bè quốc tế. Người ta ở châu Âu đang đi cũng gọi, ở Mỹ các bạn bè người ta thường xuyên đây cũng gọi, tìm mọi cách. Thì người ta cũng có, các bạn cũng đưa ra các cái hướng dẫn, các cái khuyến cáo thì cũng áp dụng, tuy nhiên cũng rất là khó. Thì đây vấn đề này rất mới, và trong Ivan mới ở Việt Nam và Ivan đề cập rất là ít. Trước đây cũ thôi, người ta có đề cập nhưng lâu lắm rồi. Gần đây thì là có một vài ca thôi. Và rất may mắn thì khi truy tìm các thông tin thì chúng tôi thấy khớp với một vài trường hợp. Người ta cũng ở Trung Quốc, người ta cũng làm việc trong hoàn cảnh gần giống. Thế và kiểm tra ra thì là quả thật nó là thiếc. Trong khi hiện tượng tái chế nhựa và khai khoáng vẫn đang có ở nhiều nơi, vì thế có thể còn trường hợp nhiễm độc thiếc chưa được phát hiện. Đây là vấn đề sức khỏe nghề nghiệp môi trường mới ở nước ta. Thiếc là một kim loại mà nó không có vai trò về mặt sinh học của cơ thể chúng ta. Nó có nhiều loại hợp chất thiếc, thiếc vô cơ, thiếc hữu cơ, rồi những thiếc nguyên bản kim loại. Những hợp chất thiếc vô cơ, rồi thiếc kim loại, ví dụ trong các đồ hộp chúng ta thì cơ bản không độc. Tuy nhiên những hợp chất thiếc hữu cơ thì thực sự rất độc. Ví dụ thường là nó gắn cái nguyên tố carbon trong đó. Độc nhất là các hợp chất thiếc trimethyl, triethyl. Và các hợp chất thiếc người ta sử dụng trong rất nhiều công đoạn khác nhau. Tuy nhiên đáng chú ý, người ta cũng hay sử dụng trong việc đưa vào trong cái chất liệu nhựa để làm cho nhựa nó bền vững hơn với nhiệt, một chất ổn định nhựa. Có khả năng đây là một cái nguyên nhân gây ra những trường này. Tuy nhiên chúng ta sẽ, các cơ quan sẽ phải kiểm tra xem cụ thể thế nào. Vậy thì chúng ta xem lại trước cái nguy cơ thì đối với nhiễm độc thiếc thì chúng ta thực sự là có nhiễm độc thiếc ở môi trường. Đây là một vấn đề môi trường lao động, môi trường nghề nghiệp mới nổi và chúng tôi mới phát hiện. Vậy có thể cũng sẽ xảy ra, đã từng xảy ra, đã và đang xảy ra ở những nơi khác. Khi mà các hoạt động tái chế nhựa hiện nay xảy ra nhiều nơi, rồi hoạt động khai khoáng và thu nhựa. Những bệnh nhân lần này nhập viện cùng làm việc tại bộ phận nghiền nhựa tái chế của công ty sản xuất mảnh rèm ở Thanh Miện, Hải Dương. Vì thế, Trung tâm Chống độc cũng kêu gọi những công nhân làm việc tại địa chỉ trên khẩn trương đi kiểm tra sức khỏe, ít nhất là sàng lọc,